Chào các bạn, chào quý vị và các bạn. Kênh Nguyễn Bính giới thiệu các bạn bài thuốc, tức là dùng cây củ gai này. Cái lá gai này thì làm bánh gai này rất là ngon. Bánh gai mà không có cái lá gai này là không có có vị bánh gai, không thể làm được bánh gai mà không thể ngon được. Đây, củ gai là một cái bài thuốc rất là hữu hiệu, tức là cho những người không may thời kỳ sinh nở, tức là nó bị động thai đó, động thai đấy, là phải có cái củ này, nó giữ thai rất hiệu nghiệm, tác dụng rất là tốt. Ai mà phụ nữ là thời mà đang thời kỳ sinh nở nên quan tâm đến cái này nhé, rất hữu hiệu luôn. Đây phải giới thiệu với mọi người, đây là cây gai đấy, một bài thuốc chữa bệnh rất tuyệt vời. Đây mình cũng cho cũng nhiều, bán cũng nhiều. Đây cây gai nó già, nó lên hoa đây mọi người nhé, đây đó, hoa đấy, cây này hoa này đấy, lá gai vườn nhà mình rất nhiều nhé. Đấy, mình trồng rất nhiều nhưng nó lan ra. Đây là nhiều khi họ cũng đến họ mua mua thuốc. Đây đấy, cứ các bạn cứ gõ trong Google ra biết tác dụng của củ gai tuyệt vời luôn. Đấy, bây giờ cái mùa này bắt đầu nó ra hoa nhé mọi người nhé. Ra hoa này bắt đầu là khi nó rụng hoa, nó dựa tựa như cái dạng giống cây lạc đấy. Cây lạc nó là nó hoa thì ở trên đấy, đấy, nhưng mà nó rụng xuống là nó củ nó lại ở dưới đất kia. Đấy mọi người nhé, rất là nhiều. Đấy cả phía bên trên kia nữa, mình rất là nhiều. Ai mà có nhu cầu gì thì liên hệ với mình nhé. Củ gai này là nguyên củ là 250.000 một kg này. Đó. Các nhà thuốc thường bán là như vậy đó. Đây nhà mình đây bán cho khách tự đào là 200.000 một cân. Đấy, mọi người này, đấy, nhìn nhá. Rất là nhiều. Đấy còn đằng kia nữa, vườn đằng kia không kể. Đấy. Đã ra hoa này là cây rất già rồi. Đấy, cái mùa này là mình để ra hoa. Thế còn thì mình để cho nó hoa, ra hoa xong mà bắt đầu là mình mới lấy cái lá gai. Gần giáp Tết lấy lá gai làm bánh gai. Hết cái mùa nó ra hoa này bắt đầu mình bắt đầu lấy. Thế còn một năm cái riêng cái lá gai này thì lấy được rất nhiều lần. Cái bánh gai mà không có nó là không thể ngon được. Họ làm bằng gì đi chăng nữa không thể ngon được. Gọi là bánh gai mà. Đặc sản ở Phú Thọ. Rất là tuyệt vời. Ai mà có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé. Mình đi kênh Nguyễn Bính giới thiệu với các bạn những bài thuốc rất là hay. Đấy. Đây nha mọi người nhé, này
các thầy lang đến đây cũng rất hay đến đây mua một vài cân cho khách. Nói chung là như thế, nhưng mà đây thì mình cũng bán như chủ yếu là phục vụ người dân là chính. Ở nhà quê mình nó có rất nhiều cái bài thuốc rất là hay. Khu vườn này của mình đào lên có lẽ tới nó hàng trăm kg là bình thường. Đây thì nói chung là giờ chỉ hạn hữu mới dùng đến thôi. Không may ai đó gặp rủi ro này khác trong cái thời kỳ sinh nở thì nói chung lúc mới cần thiết mới lấy, chứ còn không không phải là lúc nào cũng dùng. Đấy. Cây nó tốt này nhé mọi người nhé. Đấy, tốt như này mà. Sau này như cái này gốc củ nó thì kinh lắm, củ nó to lắm, củ nó như cái chuôi dao nhá, nó củ nó tựa như cái củ sắn, miền Bắc gọi là củ sắn, miền Nam gọi củ mì đó, nhưng mà củ nó nho nhỏ thôi chứ không to, nó đều đều nhau. Mọi người lưu ý nếu có cần gì thì cứ vào kênh Nguyễn Bính nhé. Mình sẽ liên hệ với mình sẽ giới thiệu cho. Rất nhiều bài thuốc hay. Người Việt Nam ta chết trên cây thuốc mà không biết. Nhưng bây giờ thì con người thì cũng ấy chết rồi. Có gì liên hệ với mình nhé, kênh Nguyễn Bính Vlog. Ai có nhu cầu gì thì liên hệ với mình. Đó, thời gian qua mình cảm ơn rất nhiều mọi người đã quan tâm và chia sẻ tới kênh Nguyễn Bính. Xin các bạn xem hay thì hãy cho mình một like nhé. Cho mình một like. Và đừng quên đăng ký kênh của mình. Nguyễn Bính Vlog. Chào tạm biệt mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều.